Cầu West Seattle sẽ mở cửa trở lại vào ngày 18 tháng 9. Chúng tôi đang trong giai đoạn sửa chữa và thử nghiệm cuối cùng, và chúng tôi rất vui mừng được mở cầu trở lại. Chúng tôi biết việc đóng cửa cầu đã tạo ra nhiều thách thức lớn. Cảm ơn vì sự kiên nhẫn và thông cảm của quý vị. Khi cầu West Seattle mở cửa trở lại, chúng tôi sẽ dỡ bỏ mọi hạn chế đối với cầu xoay đường Spokane, còn được gọi là cầu thấp, sẽ mất một thời gian để dỡ bỏ các biển báo hạn chế và vạch kẻ đường, nhưng bắt đầu từ ngày 18 tháng 9, cầu thấp sẽ được mở cho tất cả mọi người sử dụng. Sau khi mở cửa trở lại, chúng tôi cũng sẽ dỡ bỏ các biển báo, tuyến đường vòng và quý vị sẽ thấy giao thông trong khu phố trở lại mức bình thường trong những tuần tiếp theo. An toàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ hoàn thành thử nghiệm toàn diện trước khi mở lại cầu West Seattle. Ngoài ra, chúng tôi còn có một hệ thống giám sát chính xác với các công cụ cung cấp thông tin chi tiết và cảnh báo theo thời gian thực cho các nhân viên phụ trách giám sát hoạt động của chiếc cầu. Việc sửa chữa cầu bao gồm 3 quy trình chính. Tiêm epoxy để lấp đầy các vết nứt. Và định lực bằng cáp thép để nén bê tông. Cùng nhau, các phương pháp này đã khôi phục lại toàn bộ cấu trúc và sẽ giữ chiếc cầu an toàn trong nhiều thập kỷ tới. Khi chúng tôi gần hoàn thành dự án, chúng tôi muốn biết quý vị đang đi lại như thế nào. Vào năm 2020, chúng tôi đã yêu cầu những người sống hoặc làm việc ở West Seattle xác định những thách thức về giao thông sau khi cầu West Seattle đóng cửa. Ý kiến đóng góp của cộng đồng đã giúp định hướng các cải tiến mà chúng tôi đã thực hiện và bây giờ chúng tôi đang thực hiện một cuộc khảo sát tiếp theo để tìm hiểu những khoản đầu tư này đã giúp quý vị như thế nào trong việc đi lại. Xin vui lòng tham gia cuộc khảo sát của chúng tôi tại bit.ly/wsbsurvevi.